tân binh của giải vô địch quốc gia. Chính bởi tấn tài đến với sân hàng đẫy mà nhiều khả năng một hậu vệ phải khác của tuyển Việt Nam là Vũ Văn Thanh sẽ gia nhập Thép Xanh Nam Định, dù trước đó đã có thông tin Công an Hà Nội chứ không phải là Thành Nam mới là điểm đến của cựu cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai. Về phía Thép Xanh Nam Định, ban lãnh đạo chưa lên tiếng xác nhận thương vụ Văn Thanh, nhưng cũng trong ngày 16 tháng 1, họ đã công bố một bản hợp đồng khác cũng vô cùng chất lượng. Trên trang chủ, câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định đã chính thức thông báo chiêu mộ thành công Ngô Hoàng Thịnh. Tại mùa giải tới, Hoàng Thịnh cùng với người đồng hương Khắc Ngọc nhiều khả năng sẽ là hai tiền vệ trụ cột của đội bóng Thành Nam. Ở một diễn biến khác,